Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Dương Hậu có trao 20 kg gạo của gia đình Tân Tiết Phương cho hai dì này nghèo ở ngã bảy, hoàn cảnh khó khăn. Thì một phần thì là 140.000, 20 kg 280.000 của gia đình Tân Tiết Phương hỗ trợ bà con nghèo khó khăn ngã bảy. Dương Hậu cũng thay mặt người nghèo cũng xin cảm ơn gia đình Tân Tiết Phương hỗ trợ chương trình này. Chúc cho Tân Tiết Phương sức khỏe luôn dồi dào và bình an hạnh phúc khi giúp cho những hoạt động bà con nghèo quê hương Dương Hậu. Vì quê hương Dương Hậu còn rất nhiều người nghèo, người vẫn khó khăn. Dương Hậu hy vọng rằng được cộng tác với gia đình Tân Tiết Phương mãi mãi để giúp cho những cặp vợ kém may mắn vượt qua khó khăn, tinh thần đã lành bệnh đã gấp, tương thân tương ái. Đây là việc làm công đức, cũng xin cảm ơn gia đình Tân Tiết Phương. Và Dương Hậu cũng mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện Ngã Bảy, để đăng ký và chia sẻ lại thích. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 8469. Mong quý vị ủng hộ cho người nghèo ngã bảy cũng như giúp cho Dương Hậu. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Ngày mới Dương Hậu cũng chúc quý vị được nhiều hạnh phúc và may mắn với người thân. Dương Hậu hy vọng rằng qua video này cũng được nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước tiếp sức với từ thiện ngã bảy, giúp cho bà con nghèo quê hương Dương Hậu bớt đi những kém may mắn. Rồi, đây là 20 kg gạo của gia đình Tân Tiết Phương ha. Cảm ơn nhà tài trợ của bà, cảm ơn chú Hậu nhiều. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.